Xin chào cả nhà, chào quý ông bà, cô dì, chú bác và các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung mới nhất về bà Nguyễn Phương Hằng này các bạn. Cũng như hôm nay là đã điều tra bổ sung thêm về vụ mà nhà báo Hằng Ni xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng đó các bạn. Cụ thể cùng chúng tôi tìm hiểu sau bản tin này. Điều tra lại vụ nhà báo Hằng Ni xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng. Cụ thể, Viện Kiểm soát Hồ Chí Minh cho rằng còn nhiều vấn đề cần phải làm rõ nên đã trả hồ sơ vụ bà Đặng Thị Hằng Ni, luật sư Trần Văn Sĩ bị tố xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng. Viện Kiểm soát Hồ Chí Minh tiếp tục trả hồ sơ lần thứ hai vụ án nhà báo Đặng Thị Hằng Ni 46 tuổi là luật sư nhà báo và luật sư Trần Văn Sĩ 66 tuổi bị tố là xúc phạm Nguyễn Phương Hằng để đề nghị điều tra làm rõ một số vấn đề. Trước đó, hai bị can này bị Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Theo việc nội dung này là bà Đặng Thị Hằng Ni đã sử dụng tài khoản YouTube cá nhân và Facebook cá nhân cùng tên là nhà báo Hằng Ni có một số buổi ghi hình với nội dung đăng tải liên quan đến vợ chồng của bà Nguyễn Phương Hằng. Cơ quan điều tra giám định nội dung clip có tiêu đề là bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật hay không, đăng tải ngày 3 tháng 9 năm 2021 và xác định bà Hằng Ni có 4 phát ngôn liên quan đến thông tin bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng. Về lý do đề cập đến vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, công ty cổ phần Đại Nam cũng như quỹ Hằng Hữu, bà Hằng Ni nói rằng ở trước đó bà Nguyễn Phương Hằng có nhiều buổi live stream xúc phạm danh dự nhân phẩm của tôi mà. Về những thông tin phát ngôn trong các clip bà Hằng Ni khai lấy từ các báo chính thống đã đăng tải, không có xác minh tính đúng sai cũng như không có sự chấp thuận của các cơ quan báo chí khác. Đối với luật sư Trần Văn Sĩ, cơ quan điều tra xác định ông Sĩ đã sử dụng kênh YouTube cá nhân là luật sư Trần Văn Sĩ để đăng tải những clip thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự uy tín nhân phẩm của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, xâm phạm đến lợi ích của công ty cổ phần Đại Nam. Ông Sĩ ông cũng thừa nhận những thông tin ông dùng để phát ngôn trong buổi ghi hình là lấy từ các buổi ghi hình của bà Nguyễn Phương Hằng trước đó, đồng thời lấy thông tin từ các bài báo của các cơ quan báo chí chính thống và ông căn cứ các văn bản pháp luật để ông phân tích mà ra. Về nguyên nhân tham gia vào cuộc chiến trên mạng xã hội gây ồn ào thì ông Sĩ cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức live stream trong thời gian dài và có nhiều phát ngôn gây chia rẽ trái thuần phong mỹ tục, nhục mạ nặng nề với nghệ sĩ, nhà báo. Do đó ông mới thấy không có vừa lòng, có thái độ bực tức và có những clip trên kênh YouTube cá nhân để đưa ra những phát ngôn nhằm góp tiếng nói để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của bà Nguyễn Phương Hằng tới mọi người. Ông Sĩ có những phát ngôn trên các clip nói về thông tin về ông Huỳnh Uy Dũng, công ty cổ phần Đại Nam trong các clip. Ông Sĩ khai rằng do ông Dũng xuất hiện trong một số clip live stream ủng hộ quan điểm của bà Hằng. Ngoài ra bà Hằng liên tục yêu cầu với nghệ sĩ sao kê hoạt động từ thiện nên ông mới phát ngôn đáp trả về quỹ Hằng Hữu cũng như nói về cá nhân của ông Huỳnh Uy Dũng. Chứ ông Sĩ không khai nói là không có thù hằn gì hết. Mà thiệt, các bạn thấy không? Cái quỹ Hằng Hữu là cái quỹ của bà Nguyễn Phương Hằng. Thì bà ấy làm gì phải sao kê, bà có tiền bà đem đi người ta chứ bà có kêu ai ủng hộ vô cái quỹ Hằng Hữu đó đâu mà bây giờ phải sao kê. Còn những nghệ sĩ thì giống như bây giờ không có tiền để đi làm từ thiện thì đứng ra kêu gọi người ta đưa tiền đi làm từ thiện là đi làm giùm. Thì cái đó là khác, phải sao kê. Cái này là theo quan điểm cá nhân tôi nói vậy. Nhiều người họ nghĩ họ nói ừ thôi bà Binh, bà Nguyễn Phương Hằng mà fan chính nghĩa gì, cái này không có. Mình nghĩ sao mình nói vậy thôi. Tại sự cái quỹ Hằng Hữu là cái quỹ của ông bả, thì ông bả có tiền ông bả làm có rồi thôi chứ làm gì phải sao kê cái quỹ đó, đúng không mọi người?